Xin kính chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, Tây Nguyên Nam Bộ mưa rông diện rộng. Cụ thể ở Bắc Bộ chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có những nơi mưa to đến rất to. Ban ngày chủ đạo là nắng, có nơi nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất tại khắp các tỉnh thành sẽ phổ biến quanh khoảng là từ 32 cho tới 35 độ. Riêng khu vực Đồng Bằng, Đông Bắc Bộ và khu vực Nam Sơn La cũng như là Hòa Bình nhiệt cao hơn, ở ngưỡng là có thể trên 36 độ. Lui xuống với các tỉnh thành Trung Bộ, các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho tới Đà Nẵng nắng nóng, vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ, có nơi còn trên 37 độ. Phía Nam Trung Bộ nắng dịu hơn, nhiệt cao nhất từ 32 cho tới 35 độ. Chiều tối thì toàn miền vài nơi sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Với các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông rải rác trong ngày, chiều tối có mưa rào rải rác, đề phòng với lốc sét và gió giật. Mức nhiệt các tỉnh thành Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng là từ 29 cho tới 32 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của khu vực Nam Bộ, mức nhiệt sẽ cao hơn 31 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, đêm nay ngày mai, quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió ở cấp 3 tới cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Xuống tới quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh ở cấp 7 tới cấp 8, khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.